Xin chào tất cả các bạn, lại là Trời và anh thầy review. Hiện nay mình quay trở lại là một clip để phản biện sự cải biện giữa đến Mỹ này, Việt Nam này. Các bạn hãy xem đó là những điều gì nhé. Điều số 1 này là vậy. Điều này mình cảm thấy hơi là xấu hổ. Mình bắt đầu đến Việt Nam, mình đã thử vậy mà mình cảm thấy rất là run. Thì ở bên Mỹ nó sẽ bị đi vào tù hoặc là bị phạt nhiều tiền luôn. Nhưng mà sau đó bạn mình nói là yên tâm, thoải mái đi. Mặc dù thoải mái, mình vẫn cảm thấy rất là run. Khi mình phải được mình nhận ra mình là trái ngoan thế. Thì trái ngoan không bậy như thế này. Mình đã thử nó để trải nghiệm thôi. Các trái ngoan theo mình nhá. Điều số handle 2 này, hất cùn. Bên Mỹ nó rất là tự nhiên. Và hiện tại có nhiều bác sĩ sẽ sử dụng nó với nhiều người. Cô của mình rất là già rồi, hơn 80 tuổi rồi. Và ngày xưa cô ấy không thể nhớ hết luôn và không thể đỉnh ngủ được. Nhưng mà khi cô ấy ăn đồ ăn từ một sản phẩm của cần sa thì cô ấy có thể nhớ rất nhiều và có thể đỉnh ngủ được. Nhưng mà họ dùng rất là an toàn và rất là trách nhiệm. Mà ở bên Việt Nam thì em sử dụng cần sa là bị cấm luôn, tốt không thể sử dụng đâu. Đấy, người ta sẽ bị bế luôn. Điều thứ ba là sử dụng súng. Ở bên Mỹ nó rất là bình thường mà, thậm chí với trẻ con. Ví dụ là khi mình là người trẻ, mình bắt đầu học để sử dụng nó khi mình 8 tuổi. Mà nếu dùng nó ở bên Việt Nam sẽ bị phạt luôn và chắc là đi tù luôn. Như là người Texas này, người Texas rất là phổ biến dùng súng đấy, và họ dùng nó để bảo vệ chính mình này và bảo vệ gia đình này. Nhưng mà bây giờ có một vấn đề hơi là lớn, có nhiều người rất là sợ và dùng súng rất là tiêu cực. Và mình cũng cảm thấy ở bên Việt Nam cũng có súng, Việt Nam rất là an toàn và hòa bình luôn, nó rất là tốt. Số 4 này, đồ rác này, ở bên Mỹ sẽ bị phạt $1,000. Ví dụ ở bên Texas có một thuật ngữ, chỉ có làm thì mấy quan. Don't mess with Texas. Nó có nghĩa là đừng vứt rác ở trên đường. Nếu vứt rác ở trên đường thì phạt luôn rất nhiều tiền. Ở bên Mỹ chỉ có là hai lần một tuần để đổ rác. Bên Việt Nam họ sẽ lấy đổ rác này mỗi ngày luôn. Và ở Nhật Bản họ sẽ mang rác về nhà để vứt. Thì mình hy vọng ở tương lai có người ở trong thế giới này, hành tinh này sẽ giải quyết được để cứu sự sống của thế giới này. Rồi em này là quy tắc giao thông phức tạp ở bên Mỹ sẽ là phạt là nhiều hơn và cụ thể hơn. Ví dụ là rất bị tiếp theo, 100% người sẽ vượt đến đó luôn. Đấy, rất hiếm khi bị phạt, người ta phải lên tòa án. Và mặc dù một phạt siêu nhỏ đấy phải mất nhiều thời gian, ôi dồi ôi khó chịu lắm. Ngày xưa thì mình bắt đầu đến Việt Nam, mình đã thử trải nghiệm vượt đèn đỏ đấy, thì mình bị phạt không nặng như ở bên Mỹ luôn. Nhưng mà điều quan trọng nhất trong điều này, đừng vượt qua đèn đỏ nhá, làm an toàn đi mọi người ơi. Vừa rồi mình chia sẻ được những điều hết sức rất là nguy hiểm luôn. Nếu các bạn không muốn đi vào tù thì đừng thử nhé, đừng làm thử đâu. Đừng quên like, share, subscribe và comment. Bây giờ mình sẽ gặp các bạn trong video tiếp nhé. Bye bye nha.